Sáng ngày 9 tháng 7, sự kiện du lịch văn hóa Chợ Nổi Cái Răng đã được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Mở màn cho hoạt động này là buổi diễu hành của hơn 40 ghe tàu trên sông Hậu. Ngày hội năm nay là lần thứ 6 thành phố Cần Thơ tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 7 với nhiều chương trình đặc sắc. Tại khu vực Chợ Nổi Cái Răng, bà con tiểu thương hưởng ứng ngày hội nồng nhiệt. Các ghe bán hàng lớn nhỏ, ngoài việc treo bẹo giới thiệu các mặt hàng mình bán, còn treo thêm cờ đỏ sao vàng trên nóc ghe. Chợ Nổi Cái Răng từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch sông nước nổi tiếng của thành phố Cần Thơ và của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2016, Chợ Nổi Cái Răng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chợ Nổi Cái Răng còn được tạp chí du lịch Round World của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới và được vinh danh là một trong 5 khu chợ thú vị nhất châu Á.